Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, chúng tôi xin gửi đến các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm mới trục đường DT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà. Huyện Hàm Thuận Bắc đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nguy cơ mất an toàn giao thông tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo với quốc lộ 28, địa bàn thị trấn Hoa Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Xe chở rơm quá khổ che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 11 đã thông qua nghị quyết số 59 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm mới trục đường ven biển DT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà. Theo nghị quyết 59 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, thì dự án làm mới trục đường ven biển DT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà được điều chỉnh vốn đầu tư lên hơn 1.274 tỷ đồng, tức tăng gần 275 tỷ đồng so với nguồn vốn được phê duyệt trước đó. Nguồn vốn đầu tư là ngân sách trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương. Trong đó, nguồn vốn trung ương hỗ trợ qua hai giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025 là 799 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách tỉnh cũng trong hai giai đoạn này. Việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư là do từ khi triển khai dự án có sự biến động lớn về chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nhân công. Được biết, dự án làm mới trục đường ven biển DT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà được khởi công vào cuối tháng 11 năm 2020, chiều dài toàn tuyến 25,6 km. Hiện nay, dự án đã thi công thảm bê tông nhựa được 17,23 km, hoàn thành cầu suối Nhâm, cầu Máng và đang tiếp tục thi công các đoạn đã bàn giao mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu số vụ tai nạn, số người chết và bị thương là nhiệm vụ, mục tiêu mà các địa phương hướng tới và phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Tại huyện Hàm Thuận Bắc, trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông. Đường hẹp, phương tiện lưu thông khá đông, nên tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc khá phức tạp. Ở những nơi giao nhau với các tuyến đường của địa phương như đoạn ngã 3 gần km 21 xã Hàm Trí, giao với điểm đầu của đường tỉnh lộ DT714, tình hình càng phức tạp hơn. Bởi nơi đây dân cư sinh sống tập trung dọc hai bên đường, một số mái tôn, cây cối của nhà dân gần đấy che khuất hạn chế tầm nhìn của xe cộ. Nút giao này cũng gần với chợ, một số hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ làm lề đường để buôn bán. Vì vậy tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khá cao. Đáng lưu ý là tình trạng người dân chăn dắt gia súc đi trên đường bộ. Vào mỗi buổi sáng, nông dân chăn thả gia súc ra đồng ruộng, nhưng lại để vật nuôi dàn hàng ngang với số lượng hàng chục có khi lên đến hàng trăm con đi trên đường bộ, chiếm hết lối đi của người và phương tiện khác. Đàn gia súc này vừa đi qua thì lại có đàn gia súc tiếp nối, buộc người dân phải dừng xe né vào trầm lề đường. Khi chiều về, tình trạng này lại tái diễn. Chính vì vậy, vào những giờ cao điểm, nơi này luôn xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ khiến người dân bức xúc. Thấy xe cộ đông đảo, tấp nập, trâu bò thả thì nó hơi đông đảo. Trâu bò thả thì phải phức tạp chứ, nó thả thì phải bị giao thông chứ, bị cản trở giao thông người ta. Cái đường chỗ này nó hơi bị hẹp, rồi nhất là những giờ tan tầm học sinh, cũng như là buổi chiều rất là đông. Rồi cộng thêm buổi sáng là mùa gặt là đàn bò họ thả ra gây tình trạng là nghẹt xe. Đó, nghẹt xe rồi cộng thêm là phân lại nước tiểu của phân bò nó làm cho môi trường chỗ này rất là dơ và ô nhiễm. Đó, gây rất là khó khăn cho cái hộ dân sống ở đây. Địa bàn rộng cộng với lượng phương tiện lưu thông ngày càng tăng cao qua mỗi năm do nhu cầu giao thương, phát triển kinh tế, nên tình hình giao thông trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc ở nhiều thời điểm khá phức tạp. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua,
lực lượng chức năng của huyện đã tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý phương tiện vi phạm, trong đó tập trung vào những hành vi trực tiếp gây ra tai nạn như đi không đúng phần đường làn đường, chạy xe quá tốc độ, sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông. Trong 11 tháng của năm 2023, lực lượng chức năng của huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức 812 ca với gần 2.740 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát. Qua đó đã phát hiện lập biên bản gần 1.670 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã tước giấy phép lái xe gần 470 trường hợp vi phạm. Với sự vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ từ phía lực lượng chức năng, nên tình hình giao thông từ đầu năm đến nay của địa phương đã đạt được kết quả tích cực. Dạ là đi đúng phần đường cho phép, với lại là không sử dụng rượu bia, không lấn lên, không vượt ẩu, đảm bảo chấp hành đúng quy định của ban an toàn giao thông. Đối với trách nhiệm với người dân của mình cũng như bản thân mình là thứ nhất là tuân thủ theo quy định của an toàn giao thông đưa ra. Thứ nhất là đi xe phải đội nón bảo hiểm, rồi giấy phép lấy xe lúc nào cũng phải có trong người và đi với cái tốc độ là vừa phải cho phép. Rồi trước khi lái xe là không được uống rượu bia trước khi lái xe. Và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân trong thời gian qua thì theo đánh giá chung thì cơ bản có cái sự chuyển biến rõ nét, được nâng lên rõ rệt. Nhưng mà tuy nhiên trong một số cái thời điểm nó vẫn còn là chưa được chấp hành nghiêm. Cụ thể là trong cái 11 tháng đầu năm vừa qua thì tình hình trật tự an toàn giao thông của trên địa bàn huyện là vẫn về tăng về hai tiêu chí về số vụ và số người bị thương. Đó, trong đó là các cái hành vi mà dẫn đến nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là hành vi là thiếu chú ý quan sát, là tránh vượt sai phần đường. Đó là những nguyên nhân là do lỗi chủ quan, đó, thiếu ý thức của người tham gia giao thông. Theo thống kê, 11 tháng qua, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc đã xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 35 người, giảm 8 người chết, tức 23,5% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù vậy, nhưng hai tiêu chí còn lại là số vụ tai nạn và số người bị thương của huyện Hàm Thuận Bắc lại tăng so với cùng kỳ. Cụ thể là số vụ tai nạn tăng 4,9%, số người bị thương tăng 12,9% so với 11 tháng của năm 2022. Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng chức năng của huyện Hàm Thuận Bắc sẽ tiếp tục nhiệm vụ tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nguyên tắc đề ra là không có vùng cấm trong xử lý người vi phạm. Tập trung vào cái tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ yếu là huy động lực lượng, phương tiện tối đa, là bố trí lực lượng là tuần tra khép kín 24 giờ trên 24 giờ, là tất cả các tuyến đường trên địa bàn. Tập trung vào các cái điểm và các tuyến đường có nguy cơ, các điểm tiềm ẩn là dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung vào các cái hành vi là dẫn nguyên nhân chủ yếu là dẫn đến tai nạn giao thông như lạng lách, đánh võng, tránh vượt, đi sai phần đường làn đường. Đặc biệt là tập trung vào các cái nhóm hành vi chuyên đề đã được Bộ Công an chỉ ra theo các cái công điện. Và trong cái vấn đề xử lý vi phạm là chúng tôi là sẽ nêu cao tinh thần là thượng tôn pháp luật, là không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Được biết, huyện Hàm Thuận Bắc là địa bàn có cao tốc, quốc lộ và nhiều tuyến đường tỉnh lộ đi qua. Theo đó, ngoài đoạn đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đi qua, thì trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc còn có 3 tuyến quốc lộ khác, gồm quốc lộ 1A đi qua huyện với chiều dài 32 km, quốc lộ 28 dài 39,7 km, quốc lộ 55 là 32 km. 3 đường tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc là DT711, DT714, DT718 với tổng chiều dài 73,4 km. Trong đó, tuyến đường DT714 là 40 km. Theo phân tích của ngành chức năng, trên tất cả các tuyến địa bàn gồm cao tốc, quốc lộ 1A, quốc lộ 28, quốc lộ 55, đường tỉnh lộ qua địa bàn huyện, địa bàn nội thị, nông thôn đều xảy ra tai nạn giao thông. Dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết được vào khai thác sử dụng từ giữa tháng 5 năm 2023, tạo thuận lợi rút ngắn khoảng cách thời gian di chuyển giữa các địa phương. Tuy nhiên, quá trình đưa vào khai thác cũng đã xuất hiện những bất cập, những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là tại các nút giao với đường dân sinh, đường của địa phương. Theo phản ánh của người dân huyện Hàm Thuận Bắc,
Trong thời gian tại nút giao cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết với quốc lộ 28 qua địa bàn thị trấn Ma Lâm, thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do đường dẫn vào cao tốc và từ cao tốc đi ra khá hẹp, đường cong và cua ngặt. Trong khi đó, vòng xoay lại được thiết kế khá rộng. Nếu di chuyển từ cao tốc xuống, các phương tiện, nhất là xe có tải trọng lớn, thân xe dài như container, có thể ôm cua không hết dẫn đến va chạm hoặc tự té ngã. Ở chiều ngược lại, các xe khi đi vào cao tốc, cầu vượt cao tốc cũng rất dễ bị tự té ngã hay va chạm do đường dẫn vào quá hẹp. Nó ngặt quá thì đi, nhiều khi những chiếc xe lớn mà nó đi mà nó một cua một cái là xe đằng sau đi là cảm giác sợ bị lật liền à. Theo tôi thì cái dòng xoay này rất là lớn, tôi là người cái trực tiếp thường xuyên ở đây, đó thì vừa ra là tai nạn, cái dòng xoay này nó to quá cho nên là cái tốc độ ôm cua của người dân là không đảm bảo. Đó thì tôi chứng kiến hôm bữa giờ rất là nhiều vụ rồi. Đó rồi cứ tai nạn xong rồi chuyển vô cây xăng tôi. Đó rồi tôi phải ở đây phải trực tiếp là chở đi cấp cứu này nọ, rồi gọi xe cấp cứu của huyện và công an để lên giải quyết. Một vấn đề tồn tại khác ở nút giao này là mặt đường đoạn dẫn vào cao tốc, cầu vượt, cao tốc vẫn chưa hoàn thiện. Lởm chởm đất đá và cả những hố thoát nước được che đậy sơ sài bằng tấm lưới sắt. Điều này khá nguy hiểm nếu người dân không chú ý quan sát kỹ, nhất là vào thời điểm ban đêm. Kiến nghị nhà thầu thì làm một là phải thu hẹp cái dòng xoay này lại, hai nữa là cái đường mương ở trước cây xăng, nó cũng là một cái điểm rất là nguy hiểm. Đó. Thì đề nghị là trong thời gian tới Tết là đề nghị nhà thầu làm để cho bà con người ta lưu thông tốt hơn, đảm bảo về cái an toàn giao thông. Hơn nửa năm đi vào khai thác vận hành, dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, song đến nay nhà thầu vẫn chậm trễ trong việc khắc phục những hạn chế bất cập tại các nút giao. Cùng với đó là hàng loạt vấn đề khác liên quan trong quá trình thi công cao tốc, như làm đường gom dân sinh, chậm trễ, hoàn trả hiện trạng các tuyến đường dân sinh mà nhà thầu đã mượn để thi công vận chuyển máy móc. Hiện nay, tình trạng xe tải chở hàng hóa quá khổ, quá tải vẫn diễn ra ở các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo hình ảnh chúng tôi ghi lại được, chiếc xe tải chở rơm này đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Dễ dàng nhận thấy chiếc xe chở hàng quá khổ, cụ thể là quá chiều cao và bề rộng thùng xe theo thiết kế. Đáng nói là rơm không được ràng buộc chặt, cũng không được che đậy theo quy định. Không chỉ che khuất, hạn chế tầm nhìn của các phương tiện lưu thông, mà những cuộn rơm này cũng có thể bị ngã đổ xuống đường bất cứ lúc nào và có thể gây nguy hiểm tai nạn cho người đi đường. Tại điểm B khoảng 4 và điểm A khoảng 9 điều 24 Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt, thì hành vi chở hàng hóa vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ô tô tải sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Ngoài ra bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ phương tiện, nếu để xảy ra lỗi giao xe hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi chở hàng quá chiều cao, cũng có thể bị phạt tiền, mức phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và 8 triệu đến 12 triệu đồng đối với tổ chức, theo điểm C khoảng 8 điều 30 Nghị định 100 năm 2019. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.